Họ viết cái gì ở đây vậy ta? Ai đó? Ha ha, túi của mình. Trả lại đây. Đúng là không biết xấu hổ mà. Siêu anh hùng đến rồi đây. Bà ơi, tên cướp chạy hướng nào rồi ạ? Bắt được rồi nha. Ha ha ha, bọn họ không chú ý. Chiếc hộp thần kỳ. Là thế kỳ. Hãy chọn một em búp bê nha. Tô màu trắng lên nào. Phép màu qua mi. Vẽ thêm mắt. Đáng yêu quá đi. Lấy một chiếc ghim và bẻ cong nó. Thêm chiếc đuôi nữa. Em bé thiết kế này đáng yêu thật đó. Mình may mắn thật đó nha. Bọn họ giấu gì trong chiếc hộp vậy nhỉ? Thú vị đó. Cậu sẽ không bắt được mình đâu nha. Mấy quà mi nghịch ngợm này. Bắt được rồi. Thả bọn mình ra. Ngồi yên trong lòng đi. Cậu sẽ không thoát khỏi đây được đâu. Các cậu ơi, hãy nhấn nút like để bọn mình có thể thoát ra khỏi đây sớm nha. Chọn một chiếc xô cũ. Sẽ đẹp hơn nếu mình sơn màu trắng. Lấy hồ ra nào. Và dán vào chiếc xô. Một chiếc bàn chải đánh răng. Tách phần lông ra nha. Vậy là được chiếc tay cầm dài. Tô màu vào nào. Chấm các vết đốm. Hoàn thành chiếc xô đựng rồi nè. Qua mi của chúng ta đâu rồi? Chúng ta sẽ in và dán tờ rơi tìm các cậu ấy. Mình sẽ mang máy in đến. Đặt vào nào. Bắt đầu thôi. Tiki và Black. Mình nghĩ chừng này hồ là đủ rồi. Mình sẽ lấy chổi ra. Dán lên nào. Bắt đầu ở đây nha. Dán nào. Phần còn lại sẽ tùy thuộc vào mình. Tờ rơi có ở khắp mọi nơi. Wow, tuyệt lắm. Gì chứ? Không ai được nhìn thấy cả. À, mấy đứa nhỏ khó ưa này. Bỏ rùa chọn một em búp bê. Cảm ơn nha. Các cậu đã sẵn sàng cho phần biến hình chưa? Wow, mình có thể thấy mọi thứ rồi nè. Son môi nào. Thêm má hồng nha. Đặt một chiếc khăn ăn lên đầu nào. Thế là xong chiếc mũ. Tiếp theo là tóc. Một chiếc râu dài. Chấm thêm một đốm nữa nha. Chúng mình chọn vải chấm bi. Lali Capra. Bây giờ là vải von nè. Mặc một chiếc váy bồng bềnh nào. Thế là xong. Cắt một bông hoa nha. Một chiếc váy. Ống tay. Vòng cổ. Và tất. Thiết Kỳ đã biến thành một cô nàng quyến rũ. Yên lặng nào. Sao các cậu lại ồn ào thế chứ? Yên lặng để mình đọc sách với nào. Cậu ta đã ngủ rồi đó. Thoát ra thôi. Hãy lắc chiếc lồng nào. Chiếc lồng đã rơi xuống. À, gì đó? Quay lại đây nào. Bay nhanh lên. Bọn chúng đâu rồi? Ha, bắt được rồi nha. Mình sẽ cho các cậu thấy. Đột nhiên mọi thứ bị bao phủ bởi làn khói. Qua mi biến thành hình người. Mình đang ở đâu đây? Bắt được kẻ xấu rồi nha. Các cậu sẽ phải hối hận. Ra khỏi đây nhanh nào. Ôi không, những chiếc thanh hạ xuống mất rồi. Mình sẽ đến cứu cậu. Đợi mình nha, mình sẽ quay lại ngay thôi. Lấy chiếc dụng cụ cũ này ra nào. Đục một chiếc lỗ. Sơn lại nha. Ốc nè. Dùng ren quấn tay cầm lại. Tô màu lên nha. Thế là xong dụng cụ cắt trông thật chắc chắn rồi. Tìm xung quanh xem nào. Râu hả? Ngũ cốc? Không phải. Lò nướng hả? Ta giúp gì được cho cháu đây? Đây là cái mình cần nè. Khoan đã, còn tiền thì sao nào? Tiền sao? Cháu chưa bao giờ nghe đến cả. Cảm ơn nha. Thế kia, cậu thấy sao rồi? Lát à, cậu quay lại rồi. Mình sẽ cứu cậu ra ngay. Chiếc kìm này sẽ giúp chúng ta đó. Cậu được thả rồi. Anh hùng của mình. Các cậu ấy chắc chắn đã rất thích nhau. Lấy một ít đất sét nha.
đặt vào lò nướng nào. Bánh sô-cô-la của chúng ta đã xong rồi nè. Còn thiếu gì nhỉ? Đổ hết đồ trong chiếc hộp ra. Tẩy lớp nhờn trên bề mặt. Tô thành màu đỏ. Dùng sơn bóng tô lên. Một chiếc nhãn hiệu. Thật đáng yêu nè. Vậy là được một chiếc hộp chứa đầy bánh sô-cô-la. Nhà hàng này tuyệt quá. Tặng cho em này. Wow, em thích bánh lắm. Phục vụ à, hãy mang cho cháu loại phô mai ngon nhất. Phô mai Camembert với tuổi đời 10 năm. Ồ, ăn ngon miệng nha. Wow, ngon quá ta. Ồ, thú vị đó. Ồ, cái mùi ấy. Đúng vậy, món này ngon đó. Em cuốn này đang đói. Em đi lạc à, ta sẽ dẫn em về. Mùi ghê quá đi, mình sẽ bước đi trong lúc lát không có ở đây. Mình quay lại rồi nè, phô mai đâu rồi? Hả, phô mai nào? Em cuốn này ngửi thấy mùi gì đó. Cặp đôi tiếp tục buổi hẹn hò tại công viên. Quả là một buổi tối tuyệt vời. Không có tác dụng rồi. Cuộc tìm kiếm của chúng ta thất bại rồi à? Có phải đó là Kwame của chúng ta không? Tiki à, Black à, thật là trùng hợp quá đi. Hộp chứa hoa nè. Cùng tạo ra bó hoa nha. Lá nè. À, là hoa hồng. Dùng dải ri băng để quấn lại. Thế là xong bó hoa xinh xắn cho cô dâu rồi. Hôm nay là ngày tổ chức. Khách mời đã đến đủ rồi. Yeah, ok. Mình thấy vui lây cho các cậu ấy. Thiết Kỳ đâu rồi nhỉ? Lỡ như em ấy không đến thì sao? Cô dâu bước vào nè. Em đây. Các con có đồng ý trở thành vợ chồng và yêu thương nhau đến cuối đời không? Mọi người đã chuẩn bị bắt hoa chưa nào? Ném đi. Sẵn sàng chưa nào? Hãy bình luận bên dưới ai sẽ bắt được nha. Mình sẽ bắt được. Ta muốn kết hôn. Hôm nay ai sẽ là người may mắn đây? Ồ, may mắn đã rất gần kề với mình rồi. Wow, hôm nay mình chính là người may mắn ấy. Chẳng có gì là trùng hợp cả. Chọn vải màu sáng. Cắt ra từng mảnh nha. Ghép các chi tiết lại và may lại với nhau. Bây giờ hãy nhét vào đó một ít bông gòn nha. Thế là xong chiếc gối mềm mại. Chúng ta dùng màu để trang trí một chút. Ngủ cùng em ấy sẽ thoải mái lắm đi. Tiki đang xem phim và ăn bỗng ngô. Đến giờ ngủ rồi em yêu à. Nhưng em vừa mới ngồi xuống thôi mà. Chà, được thôi. Cặp đôi nằm xuống. Và Black đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Tiki mắc chứng mất ngủ. Làm sao để ngủ được đây chứ? Tiki, có chuyện gì đó? Em thấy không thoải mái. Làm sao giúp em ấy đây nhỉ? Động não nào. Chúng ta cần có một cái gối. Hello, giao hàng nhanh ạ. Đợi nha. Yay, chuyển phát nhanh. Ngạc nhiên chưa em yêu? Đáng yêu quá đi, một chiếc gối. Anh quả là người chồng chu đáo mà. Thiết Kỳ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Một viên con nhộng rơi xuống. Là em bé. Hãy loại bỏ màu đã nha. Vẽ mắt nè. Tô lại màu tóc. Chuẩn bị quần áo nào. May lại thôi. Đến lúc mặc thử rồi. Chiếc mũ cùng với đôi tai. Những em bé này chính là phiên bản copy của ba mẹ đó nha. Thiết Kỳ quyết định lau chùi nhà cửa. Đến lúc dọn dẹp rồi. Chúng ta sẽ lau sàn. Quét bụi nha. Black à, anh có thể đi siêu thị không? Cầm theo túi rác nữa nào. Được thôi. Chỗ này sạch rồi nè. Ồ, hình như mình nên làm gì đây? Em yêu à, bụng của em. Ồ không, nhanh nào, anh sẽ mang túi theo. Đi nào, cẩn thận nha. Thiết Kỳ đang được đưa vào phòng. Anh sẽ theo sau. Đợi ngoài hành lang nha. Tò mò quá đi. Và sinh đôi, vui quá đi à.
lấy chiếc thùng chứa ra nào. Sơn đỏ nè. Nhúng cỏ vào. Thêm một chiếc thau nhỏ thứ hai. Chấm thêm những vết đốm nha. Sơn những cây gậy này thành màu đen. Dựng thành những chiếc chân nuôi. Thêm một chiếc bên cạnh. Móc chiếc rèm lên nha. Thả đệm xuống. Thế là xong hai cái nôi dành cho em bé theo phong cách bọ rùa. Nhanh nào, em bé của chúng ta. Mẹ đây. Ba đây nè. Mùi gì đó? Chắc là ai đó cần thay tã rồi. Rửa sạch. Khoan đã, em vẫn còn nghe mùi. Có thể là gì đây nhỉ? Có khi nào ở đây không ta? Không phải, chỗ này sạch mà. Anh không tìm thấy. Cái gì đây? Phát minh của anh đó, phô mai. À, em biết rồi. Các cậu sẽ không bao giờ thấy chán với gia đình Kwame. Hôm nay, Lalilu đang ăn mừng. Cặp đôi yêu thích này đã đính hôn. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Cô nàng đã đồng ý. Giờ họ cần chuẩn bị cho đám cưới. Tiệm cưới tốt nhất của Lalithao đã sẵn sàng. Yes. Chào, có gì hợp với mình không? Xem vài mẫu nha. Mình có ý này. Chúng mình sẽ cần Lalilu giúp. Kiểu tóc này không ổn rồi. Mình sẽ thả tóc ra. Đội tóc giả thử nào. Dùng ri băng xanh để làm tóc. Nhưng mình không nhìn được gì. Cột hai bên tóc. Tiếp tục làm việc thôi nào. Vẽ một vòng tròn cho váy. Thử đi nào. Nó cần thêm họa tiết sặc sỡ. Thắt lưng này thì sao? Tuyệt quá. Làm bèo nhúng từ ri băng ren. Rất là thanh lịch luôn. Thắt lưng được đính ngọc trai đen. Làm vòng hoa từ quả mọng đỏ và đen. Wow, đây là chiếc váy hoàn hảo. Ồ, váy đẹp quá à. Wow. Đôi giày hoàn hảo luôn. Và vương miệng hoa thật xinh. Ồ, mình đẹp quá. Các nàng, đưa mình Lalifone với. Mình sẽ gọi Adrian. Em đã sẵn sàng, anh sao rồi? Anh đã tìm bộ lễ phục chưa? Chào em yêu, anh vẫn chưa tìm được gì. Đừng lo, anh sẽ tìm ra mà. Sao bạn buồn vậy? Lá, làm sao bây giờ? Mình vẫn chưa tìm được lễ phục và đám cưới mình sắp tới rồi. Chúng mình sẽ nghĩ ra gì đó. Lalilu sẽ giúp mình nha. Chà, lấy số đo nào. Wow, mình thật lớn. Tin mình đi. Lalilu sẽ tạo ra bộ vest hoàn hảo. Bắt đầu nào. Tách. Làm hai mảnh. Lấy vải trắng nha. Kéo à, làm việc nào. Ghép phần trước với sau để tạo nên chiếc áo hoàn hảo. Adrian, thay đồ nào. Cởi bỏ đồ cũ, đến lúc thay đồ mới rồi. Gắn cổ áo. Ồ, quần bò này sờn rồi. Nhưng không sao, vải sẽ có ít. Các mảnh đã sẵn sàng. Quần đỉnh quá à. Phát vé xanh lên. Các nút thì sao? Tất nhiên, và chúng mình cần chiếc nơ. Dậm chân. Có giày rồi. Thêm áo khoác. Chiếc mũ thanh lịch và hoàn thành. Lá sẽ đến đây ngay. Này, mình đây. Xem mình mang gì nè. Thay đồ đi. Trong khi đó, Lá đọc truyện. Bạn thấy sao? Wow, trông thật tuyệt à nha. Đây, trang trí mũ bằng ri băng đi. Ok. Ồ, giày có hơi nhỏ. Chúng mình hãy hoán đổi. Tuyệt quá, giờ hoàn hảo rồi đó.
Jackie và Blake đến tiệm bánh ngon nhất. Bánh cưới phải thật hoàn hảo. Xin chào. Hi. Bạn cần gì? Chúng mình cần bánh cưới thật đẹp. Chúng mình rất sẵn lòng nướng cho bạn. Ok. Làm một nhào, cán dẹt nó. Nó sẽ sớm sẵn sàng. Cắt vài hình tròn từ xốp. Đây là các mảnh chúng mình cần. Lớp đầu tiên đã sẵn sàng. Và đây là hai cái ở trên. Kem phô mai đang nhỏ xuống bánh nè. Hoàn hảo. Sơn đen nửa chiếc bánh. Cô dâu và chú rể sẽ thích cho mà xem. Gấp các giấy xốp mỏng. Đính ngọc trai. Thêm keo nóng vào nửa màu đen. Và bỏ rùa vào phần bánh của cô dâu. Wow. Boom. Tháo bánh xe từ ô tô cũ. Dùng làm đế lót bánh nha. Đây mèo ơi. Nó để lại dấu chân màu neon. Đây chính là thứ chúng mình cần. Marinette và Adrian thích thứ đầu bếp chúng mình đã làm. Nhưng khi bạn của họ đến lấy bánh, họ đã bị sốc. Cái bánh quá nhỏ so với số lượng khách mời. Oh no. Không sao, chúng mình sẽ sửa. Tiệm bánh xinh đẹp của chúng mình là tốt nhất mà. Như này đủ chưa? Wow, kỳ diệu thật sự luôn. Cảm ơn. Hãy đến dự đám cưới bạn mình. Mình rất sẵn lòng. Chú rể bắt đầu căng thẳng rồi. Lỡ có gì xảy ra thì sao? À, bình tĩnh đi anh bạn. À, mình sợ quá. Làm sao để Adrian bình tĩnh và không phá hỏng đám cưới bây giờ? Có mèo sẽ có ích đây. Black dùng phép thuật của mình. Tách. Cỏ đã lớn. Nice. Rồi, cầm lấy đi. Ồ, mình thấy tốt hơn nhiều rồi. Bình tĩnh đi. Tưới nước cho cây. Ồ, nhanh thật ha. Ngắt vài nhánh. Ồ, hoa oải hương. Ý hay. Làm bó hoa mini nào. Trang trí với ngọc trai. Hoàn thành kẹp ghim bằng ghim. Wow. Đến lễ đường nào. Giờ Adrian đã bình tĩnh. Tất cả khách đang ở đây. Yeah, cô dâu chú rể. Xin chúc mừng cặp đôi mới cưới. Mọi người đều rất vui. Xin chúc mừng Adrian và Marinette. Nhưng có phải ai đó đang cố gắng phá hỏng buổi lễ không? Tẩy lớp trang điểm cũ. Trang điểm màu tím. Làm tóc bằng len hai màu. Wow. Tóc đuôi ngựa xoăn. Không mời Stormy Weather là một sai lầm. Lấy ít vải. Làm quần tất. Quần đã sẵn sàng. Hoàn thiện trang phục với áo cổ lọ. Vẽ găng tay trắng. Trang trí đồ bằng dây kéo. Một vòng tròn tím có lỗ ở giữa sẽ biến thành chiếc váy. Kết hợp hoàn hảo. Cô nàng đeo mặt nạ màu tím. Coi chừng đi, cặp đôi mới cưới. Tất cả khách đều vui vẻ, trừ một cô gái. Ai đó? Không ai mời cô nàng. Đám cưới diễn ra tốt. Và chiếc bánh là một kiệt tác. Các bạn đang chờ đợi. Cô dâu sắp tung bó hoa. Tiếp tới ai sẽ cưới đây? Ồ không, mọi thứ đã tệ hơn khi Stormy Weather bị ném hoa vào đầu. Ồ, đầu của mình. Một bó hoa. Ồ, đợi đó. À, Stormy Weather, chạy mau. Oh no. Marinette và Adrian phải biến hình để chiến đấu với vị khách không mời này. Lần này, họ cần cứu lễ cưới. Bắt cô ấy lại. Nào Stormy Weather. Rồi, hôm nay mình đang vui. Không ai bị thương.
nhưng cũng không ai được ăn tráng miệng. Ừ không, đừng là bánh. À, tạm biệt. Làm sao đây? Không sao, bánh không đẹp lắm nhưng vẫn ngon mà. Ăn chút đi. Các vị khách đã rất vui. Nhiều năm sau, gia đình họ đã phát triển. Em bé đầu tiên có mái tóc xanh giống như mẹ. Anh chàng mặc quần màu xanh, sơ mi và áo phông chấm bi. Thật đẹp trai mà. Em gái thì tóc vàng, cô nàng là nhóc rắc rối. Con gái giống ba, con trai giống mẹ. Chichi đang trông trẻ. Cô nàng đã thử mọi cách để giúp các em bé bình tĩnh lại. Cô nàng đọc truyện cổ tích và dỗ chúng. Nhưng tất cả vô ích, lũ trẻ khóc còn to hơn. Ô, mình kiệt sức rồi, chúng sẽ phá hủy ngôi nhà mất. Lát đến để giúp đây. Chà, các bé, hãy để Tiki nghỉ ngơi đi. Chú sẽ đưa con đi chơi. Chơi thôi, bay nào. Giờ các con mệt chưa? Yeah, đến giờ đi ngủ rồi. Cảm ơn, nhưng sẽ không được lâu đâu. Chúng mình cần nôi ru ngủ. Mình sẽ đặt ngay. Dùng hộp nhựa. Miếng bọt biển xốp sẽ biến thành nệm. Một vòng tròn và cái nữa. Lớp nhung đàn hồi sẽ giống như vỏ bọc. Mỗi bé sẽ có màu riêng. Che giá đỡ bằng nỉ. Dấu chân sẽ ở giữa. Bọ rùa và mèo muôn sẽ thích nó. Mình có đơn giao hàng đây. Ồ, nhanh thật, cảm ơn, tiền nè. Hai đứa trẻ rất thích nôi ru ngủ. Giờ các em bé đã ngủ rồi, sẽ không có gì làm phiền giấc mơ đẹp của chúng. Mình thích nó. Cùng biến hình cho búp bê nào. Lau sạch khuôn mặt. Giờ thì tạo kiểu tóc nha. Lên đồ nào. Một chiếc áo sáng màu. Thêm đôi bốt thật phong cách. Đeo kính nữa. Nhìn em xinh lắm má bé Chloe. Các bạn nhỏ mẫu giáo đang chơi đùa trong lớp. Ui, vui quá à. Chloe giàu có đến rồi kìa. Cô bé có nhiều đồ chơi ghê. Wow, mình lấy chú vịt này, mình thích quả bóng. Trả đồ chơi lại đây, chúng là của mình mà. Ai cho các cậu sờ vào? Ô, người đâu mà tham lam quá. Các cậu cũng có đồ chơi còn gì, đừng động vào đồ của mình. Chloe tự đi chơi một mình. Cô bé thấy thật cô đơn. Cô bé muốn được chơi với các bạn khác. Đó nè. Tha thứ cho cậu á, tụi mình cùng chơi ha. Chloe bắt đầu chơi cùng các bạn. Họ đều đồng ý để cô nàng tham gia. Dây kim loại nè. Uốn thành hình nào. Căng vải thun lên. Thêm phần thân phát sáng nữa nha. Đục lỗ nào. Trang trí đôi cánh bằng các hình tròn nhỏ. Làm chút phép thuật nào. Dây đỏ. Làm băng đô dễ thương ha. Một đôi cánh cho các bạn nữ. Chloe và Marinette đang tổ chức sinh nhật. Mọi người đâu rồi ta? Hay họ quên mất rồi? Bữa tiệc đã sẵn sàng nhưng chưa có vị khách nào đến cả. Pháo giấy bỗng rơi lên hai cô bé. Hả? Gì vậy? Hội chị em tới rồi. Ngạc nhiên chưa? Có gì bên trong vậy? Wow, một đôi cánh nè. Thích quá à. Các bạn nhỏ cùng chơi đùa. Nhìn nè, Chloe đã cất cánh bay lên. Marinette cũng theo sau. Đỡ bánh giúp mình nè. Cứ tự nhiên nha.
một buổi sinh nhật thật tuyệt vời. Ui, nhiều hộp quá à. Lấy một chiếc hộp rỗng nha. Sơn màu đen lên, thêm họa tiết huyền bí, gắn biểu tượng lên nào, phủ một lớp sơn bóng, hoa tai và kẹp tóc. Chiếc hộp này có sức mạnh đặc biệt đó nha. Hai cô nàng đang thấy buồn chán, họ nên làm gì ta? Nhìn kìa, ở kia là gì vậy? Đôi bạn nhìn thấy cả một đàn bọ rùa. Thử đi theo chúng ha. Wow, chiếc hộp đẹp quá à. Đàn bọ rùa chạy vòng quanh chiếc hộp. Bỗng nhiên có một làn khói, hoa mi từ trong hộp xuất hiện. Đừng có sợ mà, tụi mình có quà cho hai cậu nè. Thôi lên tặng Chloe kẹp tóc. Còn chiếc kia thì mang đến bông tai. Cảm ơn cậu nha. Tụi mình sẽ giúp hai cậu thấy sức mạnh của mình. Bắt đầu màn biến hình nào. Đai lưng nè, các chấm đen, thêm đôi bốt thoải mái nữa. Đừng quên đeo mặt nạ nha. Vũ khí độc quyền nè. Siêu anh hùng bỏ rùa và ông chúa sắp khám phá năng lực của họ. Hai cô bạn đã dần thành thạo sức mạnh. Bé mèo giật mình vì màn tiếp đất đột ngột. Bé mèo chạy đi đâu vậy? Xuống đây nào bé cưng ơi, đỡ mình lên nha. Lại đây nào bé mèo ngoan, đừng sợ. Ao, ô, bỏ rùa. Ông chúa đã vô tình kích hoạt sức mạnh của mình. Wow, khả năng của mình là dừng thời gian ư? Bé mèo đã được an toàn, bọ rùa cũng hết bị đóng băng rồi. Ư, Kitty, em không sao rồi. Nhưng làm sao anh hùng không dễ như vậy đâu nha. Giấy xốp nè, xếp chúng lại với nhau. Thêm một chi tiết nữa, giờ thì chia đôi nào. Gắn bản lề nè, tô màu đỏ và vàng nha. Vẽ tay nắm, thêm ảnh cá nhân, là người họ thích sao? Hô hô, cả hai cô nàng đều có ảnh của Ariel. Đến giờ nghỉ rồi, nhìn kìa, tủ khóa làm riêng cho họ á. Marinette đến để cất đồ. Và Chloe đã nhìn thấy, cậu dán ảnh của ai vậy? Chloe đừng vậy mà, là ảnh của Ariel. Anh chàng là của mình, đừng có tâm tia nữa nha. Chuyện gì vậy, sao họ lại cãi nhau á? Cả hai đều thích Ariel. Marinette rất buồn vì sự thô lỗ của cô bạn. Ừ, mình tưởng tụi mình là bạn á. Mấy tấm ảnh này là của mình. Ariel dễ thương, anh chàng là của mình nha. Marinette ngồi khóc một mình. Ừ, một chú bướm. Không phải bướm bướm thường đâu nha, là bướm quỷ á. Mình muốn có một diện mạo mới, một bộ đồ màu đen, thêm các chấm đỏ, thay thế cột tóc bằng dây màu đen. Mình hợp màu đen ha. Yo-Yo cũng thay đổi luôn nè. Bướm quỷ đã kiểm soát nàng bọ rùa. Nhìn Antibird kìa, đi kiếm niềm vui nào. Bọ rùa, mau dừng lại, đố cậu bắt được mình nha. Có chuyện gì vậy? Họ đang oánh nhau đó. Antibird biến ra một cơn gió mạnh. Phải phát trực tiếp mới được. Antibird biến hóa. Nhưng mèo Moon đã kịp ngáng chân cô nàng. Nữ ác nhân đã bị đánh bại. Còn người hùng thì hôn bỏ rùa. Wow, không ngờ luôn á. Bướm quỷ liền biến khỏi cô nàng. Ô, mèo Moon, vừa có chuyện gì vậy? Cậu vừa bị điều khiển bởi một con bướm quỷ á. May mà có cậu. Nhìn họ đẹp đôi chưa kìa. Chào búp bê nhỏ nha. Đầu tiên là lau sạch mặt, rồi vẽ mắt, mặt nạ đen, đổi sang tóc xám nữa, thêm các sợi màu tím, trang phục cùng màu nè, tay áo phồng, váy làm từ giấy xốp nha, một đôi bút nhỏ, tia sét và chiếc ô. Nàng bảo tố xấu xa đang lên kế hoạch hành động. Ừ, mình đói rồi. Hello, mình tới rồi nè. Chào ông chúa. Vậy cùng đi ăn trưa đi. Bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn. Ô, là một cơn bão xoáy. Cơn gió thổi bay tất cả mọi thứ. Nàng bảo tố bỗng từ trên trời hạ xuống. Ha ha ha, nhớ ta không? À, mình không chống đỡ nổi. Làm hỏng kiểu tóc của người ta rồi. Đây là dấu chấm hết cho các siêu anh hùng các ngươi. Bão lốc đã thổi bay mất mèo Moon. Làm sao để ngăn nàng ác nhân lại đây?
báu vật biển cả. Lấy một chiếc vỏ sò nào. Mài cho nhẵn nha. Phủ đất sét lên nè. Màu vàng nha. Gắn thêm dây nữa. Của cậu nè, ông chúa. Dâu dâu là một vũ khí độc đáo của nàng siêu anh hùng á. Gió mạnh đang thổi bay ông chúa. Triệu hồi Poi lên, mau tới đi. Bạn Kwame mang theo chiếc dâu dâu. Tuyệt vời. Nhẫn lấy nè, bảo tố. Ông chúa liền ném món vũ khí về phía kẻ ác. À, chóng mặt quá à. Cơn bão cũng dần lắng xuống. Hooray, tụi mình thắng rồi. Dù của nàng kìa. Mèo Moon đá bay vũ khí của bảo tố. Bướm quỷ liền bay ra. Ồ, mình bị sao thế này? Bỏ rùa giúp cô gái đứng dậy. Mọi chuyện đã ổn rồi, cậu không sao rồi đó. Lớp học nấu ăn đây. Rắc bột lên bàn nào. Nhào bột thành hình tròn nha. Thêm rau củ nè. Nhớ phải có màu xanh nha. Xúc xích nè. Rắc thêm phô mai nữa. Cho vào trong lò nướng. Đặt pizza vào trong hộp. Nhớ gắn nhãn hiệu nha. Tuyệt cú mèo. Marinette và Adrian đang dành thời gian bên nhau. Cậu xinh quá à. Ồ, cậu nói thế là mình ngại á. Hai người sắp hôn nhau kìa. Hai cậu đang làm gì vậy? Adrian, cậu giải thích đi. Tụi mình đang ngồi chơi thôi mà. Thế sao không gọi cho mình? Mình đã mua pizza nè. Ở tiệm ngon nhất thành phố luôn á. Miếng này là của Adrian. Xê ra đi, mình ngồi ở đây cơ. Ngon ghê. Ăn đi nào, cục cưng. Tụi mình xem tivi đi. Ý hay á. Và thế là ba người cùng ngồi xem La Lê Lu.